Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Quên hết thù dưa, Tổng thống Putin giải cứu châu Âu đầy ngưỡng mộ, Nga vẫn hơn ở cái đàng hoàng. Máy bay Nga cố tình đánh trượt, Thổ Nhĩ Kỳ cứ ngỡ thoát nạn, nhìn lại mới thấy hốt hoảng. Và sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quên hết thù dưa, Tổng thống Putin giải cứu châu Âu đầy ngưỡng mộ, Nga vẫn hơn ở cái đàng hoàng. Muốn dứt bỏ Nga, nhưng châu Âu không hiểu rằng số phận đã gắn kết cả hai, châu lục này sẽ còn phụ thuộc vào Nga dài dài. Món quà sinh nhật, tại châu Âu, giá khí tự nhiên tăng cao đã buộc các nhà máy phải ngừng hoạt động, khiến các chính trị gia giật mình và làm cho người tiêu dùng lo sợ về một mùa đông lạnh giá. Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã bước sang tuổi 69 vào tuần trước, tất cả giống như một món quà sinh nhật sớm. Trong nhiều năm, các nỗ lực thúc đẩy giảm lượng khí thải và đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu đã đe dọa làm suy yếu nền kinh tế Nga, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu và khí đốt. Nhưng cắt đứt mối quan hệ khăng khít đó là không dễ. Mùa thu năm nay, sự hợp lưu của nhiều yếu tố đã đẩy giá năng lượng lên mức cao kỷ lục. Tổng thống Nga vào tình thế phải đi giải cứu. Bối cảnh mới càng củng cố thêm vị thế thống trị năng lượng của Tổng thống Putin, khi là nhà lãnh đạo của quốc gia cung cấp hơn 40% lượng khí tự nhiên nhập khẩu của Liên minh châu Âu. Trước đây, Nga đã sử dụng nguồn năng lượng quan trọng để gây áp lực lên các quốc gia riêng lẻ như Belarus, Georgia và Ukraine. Nhưng hiện tại, năng lượng đang trở thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng đối với Điện Kremlin khi áp dụng vào trường hợp châu Âu. Đã có sự hoài nghi cho rằng Nga đang cố tình giữ lại lượng khí tự nhiên bổ sung vào thị trường để cố gắng gây áp lực buộc Đức và Brussels phải nhanh chóng chứng nhận Nord Stream 2. Ủy ban châu Âu đang xem xét cáo buộc Nga đang thao túng dòng khí đốt để đẩy giá lên, nhưng chưa đưa ra kết luận. Tuy nhiên, chính Thủ tướng Đức Angela Merkel, người ủng hộ Nord Stream 2, đã bác bỏ các cáo buộc rằng Nga là nguyên nhân một phần trong việc tăng giá khí đốt ở châu Âu. Các nhà phân tích và quan chức cho biết Nga đã và đang thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với các khách hàng châu Âu, nhưng đã từ chối cung cấp thêm khi nhu cầu ngày càng vượt xa nguồn cung. Điều đó đã làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng năng lượng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự gia tăng nhu cầu khi thế giới thoát khỏi dịch bệnh, nguồn dự trữ dầu thấp sau mùa đông lạnh giá năm ngoái, nhu cầu cao hơn từ Trung Quốc và lượng gió thấp ở châu Âu làm giảm nguồn năng lượng tái tạo. Nga chẳng hề có lỗi. Điện Kremlin như thường thấy trong cách tiếp cận địa chính trị của ông Putin đã nắm bắt tình hình để giành lợi thế chiến thuật. Nhu cầu cao mang đến cho Nga cơ hội củng cố quan điểm rằng các khách hàng châu Âu nên ký hợp đồng dài hạn với Gazprom thay vì mua hàng ngắn hạn trên các sàn giao dịch, và đó là cơ hội thúc đẩy EU đưa ra các phê duyệt cuối cùng cho Nord Stream 2. Những người bênh vực Gazprom chỉ ra rằng công ty không bắt buộc phải cung cấp khí đốt vượt quá những gì đã cam kết trong hợp đồng, và các quan chức châu Âu phải tự chịu trách nhiệm nếu họ không lên kế hoạch đúng đắn. Chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp thêm khối lượng khí mới không? Không, chúng tôi không có trách nhiệm phải làm như thế. Sergey Pikin, nhà phân tích năng lượng người Nga nói, người châu Âu nên lấy khối lượng khí đốt mới từ đâu? Nord Stream 2. Với việc Nord Stream 2 đi vào hoạt động, Nga sẽ càng nắm chặt thị trường năng lượng châu Âu hơn nữa, mang lại cho ông Putin nhiều cơ hội để tác động đến chính trường châu Âu, và dự án này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Nga và Ukraine trong vai trò trung chuyển khí đốt xuất khẩu sang Tây Âu, điều sẽ làm suy yếu một đối thủ trong khu vực. Ông Putin khẳng định Nga không có lỗi trong tình trạng khó khăn của châu Âu và không quên đưa ra lời chỉ trích khiến châu Âu cảm thấy cay đắng. Những gì chúng ta thấy là kết quả của những hành động cố chấp của họ, nói thẳng ra sự bất cẩn và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thị trường. Ông Putin đề cập đến các quan chức châu Âu, nói chuyện với những người được gọi là chuyên gia này luôn khá khó khăn bởi vì họ tỏ ra hờm hĩnh. Quan điểm của họ luôn đúng và họ không bao giờ muốn nghe bất cứ điều gì khác. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy một số điều chỉnh ngay lúc này. Nga đang cho cả thế giới thấy rằng châu Âu thật vô lý khi đổ lỗi sai nhưng lại cầu xin Moscow bán khí đốt nhiều hơn. Máy bay Nga cố tình đánh trượt, Thổ Nhĩ Kỳ cứ ngỡ thoát nạn, nhìn lại mới thấy hốt hoảng. Nga đang dùng chiêu rung cây dọa khỉ ở Syria khi gây áp lực từ cả hai phía đối với Thổ Nhĩ Kỳ, không quên gọi người Kurd cùng tham gia. Áp lực cực mạnh dồn ép Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi hai sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và hai người khác bị thương cuối tuần qua trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Azaz, Syria do người Kurd phát động, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Ankara để xem liệu hành động này có dẫn đến một cuộc tấn công lớn trên chiến trường hay không. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cam kết trả đũa sau khi 5 quả đạn cối bắn từ khu vực do người Kurd kiểm soát tiếp tục nhắm vào Gaziantep, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm sau. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố vào nước này sẽ thực hiện các bước cần thiết ở Syria càng sớm càng tốt, báo hiệu một chiến dịch mới chống lại lực lượng dân quân người Kurd. Tuy nhiên, khả năng tấn công của Ankara đang là khá thấp khi vướng mắc những cam kết với Nga. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang bận rộn với những rắc rối ở Idlib, bao gồm trách nhiệm loại bỏ các nhóm cực đoan ra khỏi khu vực, đồng thời cam kết mở lại đường cao tốc M4, một liên kết quan trọng giữa Aleppo và Latakia.
Nga tuyên bố rằng những cam kết này vẫn chưa được thực hiện cho đến nay và tiến hành liên tục các cuộc không kích gây áp lực lên Ankara, cũng như bật đèn xanh cho người Kurd quấy phá. Giáo sư Imre Esen, một chuyên gia về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga từ Đại học Marmara ở Istanbul, nói rằng những cuộc tấn công nói trên chứng tỏ hai nhà lãnh đạo đã không đạt được thỏa thuận thuyết phục về Syria trong cuộc gặp gần đây nhất ở Sochi. Tuy nhiên, khó có khả năng các cuộc tấn công sẽ thay đổi đáng kể hiện trạng trong khu vực vì Thổ Nhĩ Kỳ đã củng cố vị trí quân sự của mình ở Idlib trong vài tháng qua, và đây cũng là lý do tại sao Nga sẽ không mạo hiểm đối đầu trực tiếp với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, ông nói với Arab News. Theo Özin, vẫn không có giải pháp thay thế nào tốt hơn cho Ankara và Moscow ngoài việc cố gắng duy trì thỏa thuận Sochi lung lay mà họ đã đạt được vào tháng 3 năm 2020. Quan trọng hơn, vào thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ có những bất đồng nghiêm trọng trong quan hệ với Mỹ, Nga rất có thể sẽ cố gắng tận dụng sự rạn nứt giữa hai đồng minh NATO và đảm bảo rằng vấn đề Syria không gây ra một cuộc khủng hoảng lớn trong quan hệ Nga-Thổ trong thời điểm hiện tại, ông nói. Vì sao Nga giơ cao đánh khẽ? Nava Saban, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Omran, cho rằng các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở Syria mang một thông điệp mạnh mẽ từ Nga. Những khu vực nơi mà các cuộc tấn công được thực hiện hầu hết do người Nga kiểm soát, và bằng cách nào đó, họ cho phép người Kurd có động thái quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói với Arab News, khi các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng vào tháng trước bởi cuộc tấn công của người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ đã có động thái đáp trả. Nhưng điều thú vị hơn là người Nga cũng đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách đánh vào một khu vực trống. Đây rõ ràng là một thông điệp ngoại giao. Theo Saban, tình tiết mới nhất này nhấn mạnh việc Nga sẵn sàng thúc đẩy phía Thổ Nhĩ Kỳ liên lạc với Moscow thay vì trực tiếp phát động bất kỳ hình thức tấn công nào nhằm vào các khu vực do người Kurd kiểm soát. Nga muốn chứng tỏ rằng họ có đòn bẩy trong vấn đề này, và mặc dù Nga có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công của người Kurd nhằm vào các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát, nhưng họ không làm điều đó vì muốn nhắc nhở Ankara phải thông qua các đối tác Nga trước khi hành động, chuyên gia này nhấn mạnh. Levin Kimmel, nhà bình luận chính trị Trung Đông, không tin sẽ có một chiến dịch trên bộ do Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành ở khu vực Tarifas. Nga đánh giá cao tầm quan trọng về mật độ quân sự của mình ở tỉnh Aleppo của Syria và khu vực Tarifas được coi là nơi tập trung hàng đầu. Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ khăng khăng muốn mở một cuộc hành quân tới Tarifas, họ có thể sẽ phải đưa ra một điều gì đó lớn lao để đáp lễ tại Nga, ông nói với Arab News. Tarifas là trung tâm của các cuộc đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ-Nga trong một thời gian dài. Khu vực này còn được biết đến là trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng người Kurd, nên các cuộc tấn công chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được thực hiện từ đây. Công thức để Trung Quốc vượt Mỹ, đơn giản nhưng Bắc Kinh không thực hiện nổi vì sự tự kiêu hàng đầu thế giới. Trung Quốc có nhiều rào cản để trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Khi Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy, mục tiêu ngầm của lãnh đạo nước này dường như là vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Nếu Trung Quốc thực sự muốn đạt được điều đó, điều tốt nhất mà họ có thể làm là học hỏi từ tấm gương của Mỹ, trở thành một thỏi nam châm, thu hút người tài trên toàn cầu và mời gọi họ trở thành công dân Trung Quốc. Mỹ không chỉ có nền kinh tế lớn nhất thế giới và chi phí quân sự đắt đỏ nhất, nhưng sức mạnh thực sự của Mỹ nằm ở chỗ trong nhiều thế kỷ qua, quốc gia này đã là một mảnh đất màu mỡ, thu hút mọi người trên khắp thế giới. Nhờ mức sống dân chủ xã hội cởi mở, cùng nền giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới, Mỹ đã thu hút hàng triệu người nhập cư và họ bắt đầu gọi nước Mỹ là quê hương. Nguồn nhân lực vô tận. Trong số những người này, không thiếu những bộ óc sáng giá nhất thế giới, những người đã giúp hiện thực hóa sự phát triển công nghệ của Mỹ. Gần 1/3 tổng số những người đạt giải Nobel vật lý, hóa học hoặc y học của Mỹ sinh ra ở nước ngoài. Những lợi ích của việc nhập cư còn vượt xa công nghệ hay thậm chí là kinh tế. Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Madeleine Albright và Samantha Bower là một số người nhập cư đã định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách thu hút những người tài từ khắp nơi trên thế giới, những người có nền tảng đa dạng, có kiến thức về nước ngoài, có kỹ năng ngôn ngữ và văn hóa, và cho họ trở thành các nhà ngoại giao và quan chức ngoại giao. Mỹ có lợi thế chưa từng có trong chính sách đối ngoại. Lợi ích của việc nhập cư thậm chí còn phức tạp hơn khi Mỹ không chỉ thu được lợi ích từ một người công dân mới, mà từ cả một gia đình mới. Cựu Tổng thống Barack Obama và đương kim Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, những người đã đạt đến đỉnh cao quyền lực ở Mỹ, là con cháu của những người nhập cư. Những đóng góp của họ cho Mỹ không thể thực hiện được nếu Mỹ không phải là hình mẫu cho những người nhập cư ở mọi nơi trên hành tinh này. Mặt khác, Trung Quốc lại kém thu hút đối với người nhập cư. Người nhập cư rất hiếm khi và thậm chí rất khó khăn mới có thể trở thành công dân Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc có nhiều chương trình để đưa sinh viên và nhà nghiên cứu nước ngoài đến Trung Quốc, nhưng hầu hết mọi chương trình đều tập trung vào những lợi ích ngắn hạn. Sinh viên có thể trở về nhà với hình ảnh tốt đẹp về Trung Quốc, hoặc các chuyên gia nước ngoài có thể giúp xây dựng nền công nghiệp và chuyên môn của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh không có ý định thuyết phục họ gọi Trung Quốc là quê hương, vị thế dẫn đầu. Theo South China Morning Post, Mỹ là quốc gia dẫn đầu toàn cầu vì có khả năng tiếp cận với nguồn nhân tài trên toàn thế giới.
công nhân, nhà khoa học, giáo sư, bác sĩ, doanh nhân và thậm chí là các chính trị gia Mỹ không chỉ đến từ 330 triệu công dân nước này mà tới từ tất cả 7,7 tỷ người trên thế giới. Việc này đã cho Mỹ một nguồn nhân lực vô song. Có hơn 300.000 sinh viên Trung Quốc ở Mỹ, nhiều người trong số họ sẽ định cư và trở thành công dân Mỹ, nhưng chỉ có khoảng 20.000 sinh viên Mỹ ở Trung Quốc và gần như không ai trong số đó sẽ sống cả đời ở đó. Với mỗi người nhập cư từ Trung Quốc đến Mỹ, sẽ có sự chuyển giao quyền lực giữa hai quốc gia khi lực lượng lao động và chất xám di chuyển khắp Thái Bình Dương. Việc một người nhập cư đạt đến cấp bậc cao nhất trong chính phủ Mỹ hoặc con của một người nhập cư trở thành tổng thống là điều có thể thấy ở Mỹ. Tuy nhiên, việc tương tự chẳng thể xảy ra ở Trung Quốc, chẳng hạn như việc một người không phải là người Trung Quốc sinh ra ở nước ngoài lại có thể định hình chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Sức mạnh trí tuệ và con người của Mỹ luôn mở rộng, thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, trong khi Trung Quốc lại cố định và kiểm soát dân số. Về dài hạn, tỷ lệ sinh giảm và dân số già có nghĩa là Trung Quốc sẽ phải gánh chịu những hậu quả kinh tế khắc nghiệt hoặc phải bắt đầu nhập khẩu nguồn nhân lực với quy mô lớn. Thay vì chờ đợi, Bắc Kinh nên chuẩn bị cho thời điểm đó bằng cách biến Trung Quốc thành một thỏi nam châm hút người nhập cư. Để đạt được sự chuyển đổi này sẽ đòi hỏi một tầm nhìn đầy tham vọng. Vấn đề không chỉ đơn thuần là đơn giản hóa quá trình nhập tịch. Nhiều người nước ngoài không muốn sống ở một quốc gia nơi mà việc tiếp cận với thế giới bên ngoài bị hạn chế và các nền tảng giao tiếp toàn cầu được sử dụng để liên lạc với gia đình và bạn bè bị chặn. Một sự chuyển đổi như vậy sẽ đòi hỏi một sự thay đổi sâu sắc về chính sách và tư duy, nhưng lợi ích đối với Trung Quốc sẽ là vô cùng lớn. Bên cạnh đó, phụ nữ Trung Quốc vẫn chưa nhận được quyền lực thực sự. Chưa có phụ nữ nào trở thành thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Điều này có thể hiện rõ bằng giới tính, nam là yêu cầu quan trọng để đạt được đến cấp độ quyền lực cao nhất tại Trung Quốc. Bộ Chính trị gồm 25 thành viên, hiếm khi có nhiều hơn một phụ nữ mỗi nhiệm kỳ. Và theo tạp chí Fortune, chỉ có 2 trong số 135 công ty Trung Quốc trong danh sách Fortune Global 500 năm 2021 có CEO là nữ. Một cô gái trẻ ở Trung Quốc có thể mơ ước trở thành giám đốc điều hành, thị trưởng, tỉnh trưởng hoặc thậm chí là thành viên chính thức của Ủy ban Trung ương Trung Quốc, nhưng cô ấy không thể mơ trở thành nhà lãnh đạo của Trung Quốc vì không có tấm gương nào như vậy trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Nếu Trung Quốc muốn vượt qua Mỹ, nước này sẽ phải thay đổi để thu hút nguồn nhân lực từ khắp nơi trên thế giới. Trong khi đó, Bắc Kinh có thể đẩy nhanh sự phát triển của Trung Quốc bằng cách sử dụng tất cả nguồn lực thay vì chỉ dành quyền lực thực sự cho nam giới.